Bác sĩ cảnh báo, cấm ăn cá với 7 loại rau này, kẻo phá gan hại thận, có ngày chết oan. Xin kính chào quý vị cô bác đã quay trở lại với kênh truyền hình sức khỏe. Cô bác thân mến, cá và rau là hai loại thực phẩm vô cùng quen thuộc và bổ dưỡng trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Cá thì giàu protein và omega 3 giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và phát triển não bộ. Còn rau xanh cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nhưng cô bác có biết rằng không phải loại rau nào cũng có thể nấu chung với cá đâu ạ. Việc kết hợp sai loại rau với cá có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của chúng ta. Hãy tưởng tượng cô bác đang chuẩn bị một bữa ăn ngon cho gia đình, nhưng chỉ vì sự kết hợp sai lầm này mà cả nhà có thể phải đối mặt với những triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, thậm chí là nhập viện cấp cứu vì ngộ độc. Để tránh gặp phải tình trạng không mong muốn, rước họa vào thân, cô bác nhất định phải chú ý không được kết hợp cá với 7 loại thực phẩm sau đây. Thứ nhất, đừng kết hợp cá chép với dưa chua. Có thể nghe đến việc ăn cá với dưa chua mà đại kỵ gì đó thì nhiều cô bác sẽ không tin, thậm chí là muốn mắng chương trình này toàn ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện đấy. Trước này người ta vẫn ăn cá chép với dưa chua suốt có làm sao đâu. Ví dụ như món cá chép om dưa truyền thống quen thuộc thì chương trình giải thích thế nào? Vâng thưa quý vị thân mến, nói về vấn đề này, cá chép om dưa từ lâu đã là món ăn truyền thống quen thuộc và được yêu thích trong mâm cơm của người Việt ta. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng sự kết hợp này tiềm ẩn những nguy cơ đáng lo ngại cho sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Cụ thể, dưa muối chua chứa một lượng đáng kể nitrit, một chất bảo quản giúp dưa có màu sắc đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, khi nitrit kết hợp với protein trong cá, chúng sẽ tạo thành nitrosamin là một hợp chất có khả năng gây ung thư. Nitrosamin có thể gây tổn thương DNA và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là liên quan đến dạ dày. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn cá chép om dưa có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn so với những người không ăn hoặc là ăn ít món này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ hoàn toàn món cá chép om dưa đâu ạ. Chúng ta vẫn có thể thưởng thức món ăn này một cách an toàn bằng cách hạn chế ăn dưa muối thay vì là ăn dưa muối thường xuyên. Chúng ta nên ăn các loại rau củ tươi hoặc là các món muối chua khác như là dưa cải muối, dưa giá. Không ăn quá nhiều cá chép om dưa. Nếu ăn cá chép om dưa, chúng ta nên ăn với một lượng vừa phải và không nên ăn quá thường xuyên. Như vậy thì sẽ đảm bảo được dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe của mình hơn đấy ạ. Thứ hai, cá kỵ với rau kinh giới. Không biết là quý vị cô bác mình ở đây có ai khi ăn cá để giảm bớt tanh thường hay kết hợp chung với rau thơm không ạ? Việc làm này thì không sai nhưng mà cô bác hãy chú ý là không nên kết hợp ăn cá với rau kinh giới nhé, đặc biệt là cá chép. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, rau kinh giới là một trong những loại rau không nên ăn cùng với cá chép đâu. Lý do là bởi vì rau kinh giới thì có tính hàn trong khi cá chép thì lại có tính ấm. Sự kết hợp này có thể gây ra tình trạng ngứa ngáy khó chịu, thậm chí là gây dị ứng ạ. Ngoài ra, rau kinh giới còn có tác dụng là hạ huyết áp, trong khi cá chép lại là loại thực phẩm dưỡng huyết. Vì vậy, việc ăn cá chép cùng rau kinh giới có thể làm giảm tác dụng của cả hai loại thực phẩm này. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, chúng ta nên tránh kết hợp cá chép với rau kinh giới. Thay vào đó thì chúng ta có thể kết hợp cá chép với các loại rau khác như rau cải, rau muống, rau ngót để tạo nên những món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng. 3. Hãy nhớ là cá rất kỵ với lá tía tô. Nói đến đây thì tôi lại nhớ tới câu chuyện của mình. Tháng trước thì tôi đi công tác mấy hôm về, người mệt thì lại đang thay đổi thời tiết nên bị cảm. Cơ thể mệt mỏi chẳng muốn ăn gì, tôi cứ nằm bẹp ở trên giường cả một ngày dài thôi ạ. Thấy thế thì chồng tôi mới đi chợ mua về cho một con cá và nấu cháo cá với lại cho thêm tía tô và hành cho tôi ăn để giải cảm. Chồng tôi bảo là nghe bác hàng xóm nói là cứ ăn cháo mà có tía tô với cá là tốt lắm, bồi bổ cơ thể nhanh khỏe mạnh. Ai ngờ ăn xong bữa cháo cá tía tô của chồng tôi chẳng những không đỡ ốm mà còn bị tiêu chảy, khó thở, nổi mụn khắp người, phải đi viện nằm tiêm truyền mấy hôm thì mới đỡ được. Khi hỏi nguyên nhân, tôi gặp vấn đề, bác sĩ đã mắng chồng tôi một trận
vì tội không tìm hiểu kỹ, kết hợp cá với tía tô là mắc sai lầm tai hại. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, cá chép và lá tía tô là hai loại thực phẩm đại kỵ với nhau. Việc kết hợp chúng không những không có tác dụng bồi bổ mà còn gây ra mụn nhọt, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí là ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm đến tính mạng. Các triệu chứng ngộ độc có thể là rất đa dạng và nặng nề, từ đau bụng, đau cơ, khó thở, co giật đến trụy mạch đột quỵ. Vì vậy, để đảm bảo được an toàn cho bản thân và gia đình, chúng ta tuyệt đối không nên ăn cá chép cùng với lá tía tô dưới bất kỳ hình thức nào nhé. Thay vào đó thì chúng ta có thể kết hợp cá chép với các loại rau khác như hành lá, thì là, gừng để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Cô bác hãy lưu ý đấy nhé. Thứ tư là cá kỵ cà chua. Chắc hẳn là nhiều cô bác ở đây vẫn thường xuyên nấu các món như là cá sốt cà chua, canh cá cà chua với niềm tin rằng cà chua thì sẽ giúp cho món ăn thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng hơn. Thế nên khi nghe đến thông tin cá kỵ với cà chua, hầu hết mọi người chẳng có ai tin cả vì món cá cà chua quá quen thuộc và thơm ngon rồi. Tuy nhiên, sự thật lại không hoàn toàn như vậy đâu cô bác ạ. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, vitamin C có trong cà chua sẽ có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của cá. Cụ thể, vitamin C sẽ làm giảm khả năng hấp thụ sắt và canxi từ cá, hai khoáng chất rất quan trọng cho cơ thể. Ngoài ra, sự kết hợp giữa cá và cà chua có thể gây ra một số các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Điều này đặc biệt đúng với những người mà có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vậy nên, để đảm bảo hấp thụ tối đa dưỡng chất từ cá, chúng ta nên hạn chế kết hợp cá với cà chua. Ngon nhất, bổ nhất thì cô bác ăn cá hấp sẽ giữ được trọn vẹn dinh dưỡng. 5. Cá kỵ bí xanh. Thêm một thông tin quan trọng nữa mà chương trình muốn chia sẻ tới quý vị đó là cá và bí xanh là hai loại thực phẩm tưởng chừng như rất bổ dưỡng và lành tính, nhưng khi kết hợp với nhau thì có thể gây ra những vấn đề không mong muốn cho hệ tiêu hóa của chúng ta đâu. Theo đông y, cả cá và cả bí xanh đều mang tính hàn, tức là nó có khả năng làm mát cơ thể. Khi ăn quá nhiều thực phẩm tính hàn, cơ thể sẽ bị mất cân bằng âm dương, dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Đặc biệt, đối với những người có thể trạng yếu, người già, trẻ nhỏ hoặc là những người có tiền sử bệnh về đường tiêu hóa, việc ăn cá kết hợp bí xanh thì càng phải thận trọng hơn nhiều. Thay vì kết hợp cá với bí xanh, chúng ta có thể chế biến chúng thành các món ăn riêng biệt hoặc là kết hợp với các loại rau củ khác có tính ấm hoặc trung tính như cà rốt, khoai tây để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. 6. Cá kỵ đậu đỏ. Theo đông y, cá thì có tính hàn trong khi đậu đỏ lại có tính bình. Sự kết hợp này có thể gây ra tình trạng mất cân bằng âm dương trong cơ thể, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với thận. Cụ thể, việc ăn cá và đậu đỏ cùng nhau có thể gây ra tình trạng đi tiểu liên tục, gây mất nước và làm tăng gánh nặng cho thận. Về lâu dài, điều này sẽ làm suy giảm chức năng thận và gây ra các bệnh lý liên quan đến thận. Ngoài ra, sự kết hợp này còn có thể gây ra các triệu chứng khó chịu khác như đầy bụng, khó tiêu, thậm chí là tiêu chảy. Vậy làm sao để tận dụng được lợi ích dinh dưỡng từ cá và đậu đỏ mà không gặp phải các rủi ro sức khỏe? Câu trả lời rất đơn giản, tránh kết hợp chúng trong cùng một món ăn. Thay vào đó thì cô bác có thể chế biến cá với các loại rau củ khác như hành tây hoặc ớt chuông. Đậu đỏ thì có thể nấu chung với các loại ngũ cốc khác hoặc là thịt gà, thịt bò để tạo ra những món ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Thứ 7 là các loại cá biển thì kỵ với bí ngô. Cá biển và bí ngô đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng và thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Cá biển cung cấp nguồn protein dồi dào, omega 3 và các khoáng chất thiết yếu như sắt và kẽm, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và não bộ. Bí ngô thì lại là loại giàu vitamin A và chất xơ, nó có tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa và mắt. Tuy nhiên, điều mà ít ai ngờ tới là khi kết hợp cá biển với bí ngô, chúng ta có thể gặp phải nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, cá biển chứa nhiều histamine là một chất có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người. Trong khi đó, bí ngô lại chứa một loại enzyme có khả năng kích hoạt histamine ở trong cá biển,
làm tăng nguy cơ ngộ độc khi ăn phải món ăn kết hợp từ cá biển và bí ngô. Cô bác có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là khó thở và nôn mửa. Trong trường hợp nặng, ngộ độc có thể gây sốc phản vệ, thậm chí là gây tử vong. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, chúng ta nên tránh kết hợp cá biển với bí ngô trong cùng một bữa ăn. Nếu như cô bác có thói quen ăn cá biển và bí ngô cùng nhau, chúng ta hãy dừng lại ngay đi và theo dõi các triệu chứng trên. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào của ngộ độc, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời nhé. Quý vị cô bác thân mến, có thể nghe tới đây, cô bác đã hiểu hơn về 7 loại rau thực phẩm không nên kết hợp chung với cá rồi. Mong là quý vị cô bác hãy luôn nhớ để tránh mắc những sai lầm rước họa vào thân mình. Bên cạnh đó, cô bác cũng cần phải chú ý rằng, dù không phải là vấn đề kết hợp thực phẩm, thì có một số loại cá từ lâu cũng bị liệt kê vào danh sách thực phẩm cực độc có hại cho cơ thể. Cô bác đi chợ đừng mua, kẻo rước bệnh tật về nhà. Thứ nhất, cá bống. Một trong những loại cá chứa chất kịch độc mà cô bác cần biết đó là cá bống Vân Mây. Ở nước ta, cá bống Vân Mây tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển miền Trung. Theo các nhà khoa học, trong cá bống Vân Mây có độc tố tetrodotoxin tương tự như các độc tố của cá nóc. Độc tố tetrodotoxin tác động lên thần kinh trung ương, làm liệt khu thần kinh trung ương, khiến ngừng tuần hoàn, hô hấp, dẫn đến tử vong nhanh chóng. Theo Cục An toàn Thực phẩm, những loại hải sản độc này có thể gây hại cho con người theo cách chính, qua đường tiêu hóa do các món chế biến từ cá và hải sản qua phản ứng tự vệ của con vật khi ta vô tình chạm vào chúng, bị chúng căn chích và phóng tên độc. Thế nên tốt nhất khi đi chợ, hãy tránh xa loại cá này. Thứ hai, cá chấm. Thịt cá chấm ngon và bổ dưỡng được nhiều bà nội trợ chọn chế biến cho bữa ăn gia đình. Thế nhưng, mật cá chấm rất độc bởi có chứa ancol gây xuất huyết, tổn thương nội tạng, đặc biệt là ống thận. Cá có trọng lượng càng lớn, chất độc càng cao. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo hiện nay đang có hiện tượng người dân sử dụng mật cá chấm để điều trị nhiều loại bệnh như nhức mỏi, giảm thị lực, hen, mề đay, dưới hình thức nuốt sống trực tiếp hoặc pha trộn túi mật với nước, rượu hoặc mật ong. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của người sử dụng. Trong những năm gần đây, tại Việt Nam vẫn ghi nhận các trường hợp bị ngộ độc và tử vong do sử dụng mật cá chấm. Thế nên, nếu như muốn ăn cá chấm thì cô bác cần chú ý khâu chế biến để tránh bị vỡ túi mật và đặc biệt là không được ăn mật cá chấm cô bác nhé. Thứ ba, cá mắm. Xuất phát từ tập quán thích dự trữ thực phẩm phòng khi mưa bão hoặc mất mùa, nên người Việt thường bảo quản nhiều loại thức ăn bằng hình thức muối mặn hoặc tẩm ướp phơi khô. Tại các chợ, siêu thị tới gian bếp mỗi gia đình đều có mặt của các loại khô mắm như khô, cá khô các loại, mắm từ cá, từ tôm và từ các loại rau dưa. Mắm có tác dụng kích thích giúp cho bữa ăn được ngon miệng và ăn nhiều cơm. Có người chỉ ăn mắm suông với cơm mà cũng không cần thêm thịt cá gì cả. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy, chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, các món khô mắm khoái khẩu chỉ nên dùng thỉnh thoảng với số lượng càng ít càng tốt vì chúng không hề tốt cho sức khỏe của người dùng. Không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả bởi chế độ ăn của mỗi gia đình hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, do lượng muối trong các loại khô mắm rất cao, nên những người cao huyết áp, bệnh tim, phổ thủng, suy thận, tiểu đường cần hạn chế ăn. Nếu thèm quá thì cũng chỉ nên ăn 1-2 lần trong tuần với số lượng ít mà thôi. Người mập phì, nhất là trẻ em thì cũng không nên ăn quá thường xuyên vì tuy rằng trong mắm năng lượng cung cấp ít nhưng nó lại làm cho người ta ăn nhiều cơm hơn bình thường. Có thể làm cho trẻ em không ăn đủ chất đạm, thịt cá, tôm trứng, đậu hũ cần thiết trong bữa ăn và làm mất tính cân đối với các chất dinh dưỡng trong bữa ăn này. Vì vậy, nếu trên mâm cơm đã có sẵn món mắm thì không nên dùng thêm nước mắm để chấm. Khi ăn trái cây không nên chấm muối. Thói quen dùng nước muối rau dưa để nấu canh cũng không nên duy trì. Ở trẻ em, cũng như người lớn, ăn mặn thường xuyên có thể dẫn đến cao huyết áp hoặc các biến chứng nguy hiểm khác như phì đại tim, tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Ăn mặn cũng dễ gây ra chứng phù thủng ở người thận yếu suy tim. Lượng muối ăn chỉ nên từ 6 đến 10 gram trên một ngày,
tức là phải hạn chế muối, mắm và các loại món mặn khác trong khẩu phần ăn. Vì ăn ít muối thì tốt hơn ăn nhiều. Riêng đối với những người có bệnh lý về huyết áp hay tiểu đường thì nên hạn chế tối đa ăn mặn, tránh xa món cá mắm. Thứ tư, cá nóc. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, nhưng tình trạng người dân đánh bắt cá nóc về để ăn dẫn đến ngộ độc nặng và tử vong vẫn liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương ven biển. Mới đây nhất đã xảy ra vụ ngộ độc cá nóc khiến cho 3 người cùng trú tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận phải cấp cứu. 2 người may mắn được cứu sống, còn 1 người quá nặng đã tử vong. Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, độc tố có trong cá nóc có tên tetrodotoxin, tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, buồng trứng, túi tinh, mắt, mang, da, máu của cá nóc. Độc tính của độc tố tăng mạnh vào mùa sinh sản của cá, từ tháng 2 đến tháng 7. Độc tố cá nóc không có trong thịt cá nóc. Tuy nhiên, khi đánh bắt, chế biến hoặc để cá ươn bị dập nát, độc tố ngấm vào thịt cá sẽ gây độc hại khi ăn. Độc tố cá nóc rất độc, chỉ cần 4mg thịt cá nóc có độc đã giết chết một con thỏ 1kg. Với chỉ cần 10g thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc. Chỉ từ 1 đến 2mg độc tố đã có thể gây chết người. Độc tố cá lóc thì có tính bền vững cao. Nếu chúng ta đun sôi ở 100 độ C trong 6 giờ, độc tố mới giảm một nửa. Đun sôi ở 200 độ C trong 10 phút, độc tố mới bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy, nếu chỉ đun nấu thông thường, ngộ độc cá lóc vẫn có thể xảy ra do độc tố chưa bị phá hủy hết. Khi phơi khô, chế biến thông thường, độc tố chưa bị phá hủy nên vẫn gây ngộ độc. Người ăn phải cá nóc có độc tố tetrodotoxin sau 5 phút đến 3-4 giờ mới xuất hiện cảm giác ngứa ở miệng, môi lưỡi tê, khó chịu. Tiếp theo sẽ thấy mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng, cảm giác như nghẹn thắt lồng ngực, vã mồ hôi, tiết nước dãi, sủi bọt mép. Nói khó, nuốt khó, mặt ửng đỏ, đau bụng, buồn nôn, nôn, run giật, cứng hàm, cứng lưỡi, chi dưới yếu, đồng tử co, liệt vận động nhãn cầu. Trường hợp nặng xuất hiện liệt toàn thân, người mềm da, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, trụy tim mạch và tử vong. Tỷ lệ tử vong rất cao, tới 60% nếu chúng ta cấp cứu chậm. Cô bác ạ, thế mới thấy việc lựa chọn thực phẩm trong ăn uống là rất quan trọng. Không thể cứ thế chọn mua bừa bãi được. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, cô bác cần hết sức lưu ý đấy nhé. Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới quý vị cô bác đó là bên cạnh việc ăn uống, giữ lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan sẽ giúp cho cô bác nâng cao tuổi thọ, miễn dịch tự nhiên, không liệu pháp an toàn nào bằng chính suy nghĩ bên trong của mình. Về già, ở cùng con cái là dại. Con cái khinh thường ra mặt, rước nhục vào thân. Quý vị thân mến, bước sang tuổi xế chiều, chúng ta sẽ có cho mình những dự định an hưởng tuổi già. Có người lựa chọn sống cuộc đời thanh thản nơi thôn quê, có người lại tích góp tiền để vào viện dưỡng lão. Nhưng sâu thẳm trong lòng, dù là ai cũng mong muốn được ở gần con cháu, gia đình quây quần, sum họp, cùng ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Vậy nên, khi con cái ngỏ ý muốn đón ta lên thành phố sống cùng với lý do thương cha mẹ già ở quê một mình lủi thủi, trong phút giây hạnh phúc vô bờ ấy, ta lại quên mất rằng khi chung sống dưới một mái nhà, sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh, giống như câu nói xa thơm gần thối, ngẫm thật sâu. Quả thật đúng là như vậy. Dù không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta đều biết rằng khoảng cách thế hệ khiến cho những người già không thể hòa nhập được với lối sống, nề nếp, sinh hoạt của con cháu. Dưới đây là những câu chuyện thực tế minh chứng cho điều này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Câu chuyện thứ nhất, chia hết tài sản cho con, đến khi dọn lên thành phố ở cùng thì bị con hắt hủi, coi như ô xin trong nhà.
bà Liên sau 3 năm sống với con gái, bà nói mình chính là bảo mẫu, giúp việc miễn phí của nhà con gái, làm tất tần tật mọi việc mà đôi khi vẫn còn phát sinh mâu thuẫn. Lúc chưa ở cùng con gái, bà cũng nghe nhiều người khuyên già rồi nhất định không được ở cùng con cái. Hai thế hệ, quan niệm và thói quen sinh hoạt không giống nhau, ở lâu vừa mệt mỏi lại còn bị ghét bỏ. Nhưng bà Liên lại cảm thấy đó là con nhà người ta. Bà không bao giờ nghĩ rằng con gái mình như vậy. Từ nhỏ đã rất hiếu thuận nên quyết định chuyển tới ở với con gái. Sau khi con gái sinh cháu đầu lòng, do cả hai phải đi làm nên mọi việc chăm sóc cháu đều phó mặc cho bà Liên. Thậm chí đứa bé cũng ngủ luôn cùng bà. Vì bà nghĩ rằng để yên cho con gái ngủ lấy sức, mai còn đi làm. Cháu trai nhỏ sau khi đi học mẫu giáo, có thể vì thời gian đầu chưa quen môi trường nên thường bị ốm. Cả nhà ai cũng xót ruột trong lòng. Một hôm, bạn bè của con gái tới nhà chơi, thấy đứa trẻ gầy hơn trước, liền nói đùa rằng: "Bạn chăm bé kiểu gì vậy? Không cho bé ăn uống đầy đủ hay sao mà thằng bé gầy thế?" Không ngờ rằng con gái lại trả lời rằng: "Do tôi bận nên không có thời gian chăm thằng bé, đều do mẹ tôi chăm sóc đấy. Nếu tôi có thời gian chăm đã khác." Những lời này vô tình làm cho bà Liên nghẹn lòng. Mỗi ngày công việc của bà từ nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón cháu rồi cho ăn uống, tối phải ru ngủ, luôn rất mệt mỏi. Vậy mà sau tất cả mọi việc thì con gái lại dành cho bà những lời nói như vậy. Bà rất buồn, thất vọng. Bà nghĩ lại về lời khuyên của bạn bè trước đây và đang hối hận về quyết định của mình khi chuyển về sống cùng con gái. Bà quyết định trở về quê nhà của mình. Sau đó, con gái cũng có gọi điện về hỏi thăm bà, kêu bà lên phụ giúp, nhưng mà bà nhất quyết từ chối. Bà đã quá hiểu cái cảm giác tủi nhục ấy khi ở nhà con gái, giống như là bà đang ăn bám vậy. Vậy nên bà quyết định từ giờ sẽ chỉ ở quê nhà chăm đàn gà rồi kiếm mớ rau mang ra chợ bán. Buồn buồn thì sang nhà hàng xóm tâm sự đôi ba câu chuyện. Điều này khiến cuộc sống tuổi già của bà vui vẻ và hạnh phúc. Có rất nhiều người cao tuổi nói rằng người già không bao giờ nên đưa tiền cho con cái, để lại cho mình càng nhiều tiền tiết kiệm càng tốt. Nếu sống ở nhà con cái không như ý, có thể thoải mái trở về nhà mình, không cần lo lắng về cuộc sống. Chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình, ông Văn kể. Ông có một đứa con trai ở lại thành phố lớn sau khi tốt nghiệp đại học và sau đó kết hôn và lập gia đình ở đó. Đặc biệt là sau khi con trai có con, chi phí tăng cao cùng với việc trả nợ, mua nhà, mua xe, áp lực cuộc sống rất lớn. Vì vậy, ông đã quyết định chuyển hết số tiền tiết kiệm của mình để con trai trả nợ. Lúc nhận tiền được của con trai và con dâu, rất vui vẻ và nói: "Cảm ơn bố mẹ, khi nào bố mẹ về hưu, chúng con sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng hai người." Sau đó không lâu, vợ của ông qua đời. Do không thể tự chăm sóc bản thân nên ông đã chuyển lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai. Lúc đầu mọi việc diễn ra rất vui vẻ, bình thường. Nhưng thời gian trôi qua, sắc mặt con dâu ngày càng khó coi, thái độ đối với ông cũng không tốt như trước. Ông bị huyết áp cao, cần uống thuốc thường xuyên và ông có thói quen hút thuốc. Những người trẻ tuổi bây giờ đều thích sạch sẽ, nên mỗi khi thấy ông hút thuốc thì con dâu tỏ ra rất khó chịu. Một ngày nọ, ông ở trong phòng nghe thấy hai vợ chồng con trai to tiếng với nhau. Lúc này thấy con dâu hét toáng lên rằng: "Lương hưu của bố còn chẳng đủ cho ông uống thuốc và hút thuốc, không biết em phải chịu đựng điều này tới bao giờ. Cuộc sống bao giờ cũng không khá giả gì, lại còn phải nuôi thêm bố, em rất mệt mỏi." Ông nghe xong,
cảm thấy rất buồn, thất vọng. Ngay ngày hôm sau, ông tìm một cái cớ hợp lý để về quê hương sinh sống. Ông nói rằng ông vẫn còn một chút tiền tiết kiệm, cộng với lương hưu hàng tháng thì mình ông sống đủ. Ông đã rất hối hận khi cho con trai tiền tiết kiệm của mình, càng thất vọng hơn khi đã quyết định chuyển lên sống cùng con trai. Giờ đây, ông sẽ tự lập về quê. Nếu sau này cao tuổi hơn, ông thà vào viện dưỡng lão chứ không quay lại sống cùng con trai nữa. Ân hận lớn nhất đời tôi là bán nhà, theo con ra phố. Đó là lời tâm sự của ông Tuân, 65 tuổi, quê ở Thái Nguyên, khi ông bà bán nhà ra Hà Nội ở với con. Vợ chồng ông Tuân chỉ là giáo viên dạy cấp 2 ở thành phố. Ông có hai người con trai học đại học ở Hà Nội, sau đó ở lại lập nghiệp chứ không về quê với cha mẹ. Ra trường, các con ông đều tự xin việc làm. Công việc ổn định nhưng thu nhập chỉ đủ để trang trải ở thành phố. Gần chục năm trước, vợ chồng ông về hưu. Số tiền dành dụm được vài trăm triệu, ông bà bàn nhau giữ sau này cho các con. Thấy con cái ở thuê vừa chật chội vừa đắt đỏ, nên con ông bàn với bố mẹ mua mảnh đất ở ngoại thành Hà Nội. Lúc đó đất Hà Nội đang sốt nên khá đắt. Ông bà đưa hết tiền cho con đi mua đất với mong sau này chúng có chỗ chui ra chui vào. So với đi thuê nhà, mảnh đất 50m mua được dựng tạm căn nhà cấp 4 để ở vẫn còn tốt chán. Khi con lớn lấy vợ rồi đến con thứ hai, ông bà chẳng còn gì cho con, chỉ có mảnh đất duy nhất ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm hơn chục km. Các con ông lại lấy lý do xa trung tâm nên chẳng ai muốn ở đó. Bán đi thì tiếc vì lỗ mất cả nửa lô đất. Ông bà cứ giữ như muốn có chút tài sản để chia lại cho các con. Nhưng các cháu nội lần lượt ra đời, công việc của con cái bấp bênh, tiền thuê nhà cũng không đủ. Ông bà phải chia nhau ra Hà Nội bế cháu, hỗ trợ các con. Ông bế một đứa ở tận Nhồn, bà chăm một cháu ở tận Hoàng Mai. Cùng ở Hà Nội, nhưng cả tháng trời ông bà mới đến thăm nhau được một lần. Cuộc sống thuê trọ bất tiện, thương các con, ông bà bàn nhau về quê bán nốt căn nhà Hương Hòa ra thủ đô ở với con cháu cho dễ bề chăm sóc cho chúng. Vì các con làm việc khác xa nhau, chẳng ai muốn ở chung với bố mẹ. Ông bà bán căn ở quê được 1,4 tỷ đồng và mảnh đất ở ven đô, rồi chia cho hai con làm vốn mua căn chung cư trả góp. Hai đứa mua cho mình mỗi đứa một căn nhà. Ông bà mừng lắm vì từ nay các con đã có chỗ chui ra chui vào. Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Ông bà chứng kiến cảnh con cả, con thứ chia xem bố ở với ai, mẹ ở với ai. Mâu thuẫn của hai nàng dâu cũng chẳng kém cạnh gì mâu thuẫn nàng dâu, mẹ chồng. Vợ chồng ông lại lủi thủi để rơi vào hoàn cảnh con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Ông bà cuối cùng cũng đành sống cùng cậu con lớn, vì căn nhà 70m² có hai phòng ngủ lớn hơn chút so với nhà đứa em. Ở cùng với con cái, ông lúc nào cũng thấy tù túng. Càng buồn hơn, từ sau ngày vợ ông mất đi, ông lại càng cô đơn hơn. Điều mà ông ân hận nhất đó là 4 năm trước, vợ ông không may bị ung thư phổi và khi chết cũng không được chết ở nhà. Những ngày cuối đời của vợ ông ở thành phố thật cực. Dù đi viện gần nhưng hầu như chẳng có ai họ hàng đến chơi hoặc thăm nom vì quá xa quê. Lúc nào bà cũng nằm quay mặt vào tường, nói chỉ muốn về quê. Trong khi họ hàng ở quê dù muốn lên chơi nhưng lại sợ bất tiện với các cháu nên họ cũng chỉ thăm qua điện thoại. Những ngày cuối đời của vợ ông, bà phải vào viện ở, dù rất muốn về nhà để yên tĩnh, nhưng lại sợ chết, rồi con cái đưa đi đâu được, ảnh hưởng đến nhà các con.
Lúc ấy, vợ ông tâm sự, giá chỉ cho con một phần tài sản giữ lại, mua mảnh đất nhỏ ở quê, rồi về quê ở với bà con, làng xóm, thì đâu đến nỗi. Nhớ lại ngày tháng đó, ông lại rưng rưng. Nếu ở quê, biết đâu vợ tôi không chết trong cô độc. Giờ chỉ còn một mình, sống cùng con trai, nhưng ông lúc nào cũng thấy buồn, lủi thủi. Các cháu đi học trường xịn, chẳng cần ông chơi, vì giờ cuộc sống của bố mẹ cũng khá hơn. Các con ông đi làm bận bịu cũng chẳng có thời gian ngồi trò chuyện cùng với bố. Tối đến, ông xuống sảnh chung cư, ngồi ngắm trời, ngắm đất, rồi lại nghĩ tới cảnh mai này ông cũng giống vợ. Muốn những ngày cuối đời bên gia đình người thân, nơi mảnh đất Hương Hòa tổ tiên, sao cũng thật khó. Ông lại tự thấy ân hận vì đã bán tất cả nhà ở, đất ở quê để ra phố với các con. Anh em chia cắt tình thân vì ngày giỗ mẹ, giỗ cha. Quý vị thân mến, tình cảm gia đình ngoài tình cảm cha mẹ với các con thì mối tình cảm thân thiết sắp xếp sau đó chính là tình cảm giữa anh chị em trong gia đình. Khi bố mẹ còn, anh chị em còn nhỏ chưa lập gia đình thì đó là những tình cảm thiêng liêng nhất, không có gì sánh bằng. Nhưng khi lớn lên, rồi ai cũng sẽ có gia đình riêng, có con riêng của mình, thì lúc này số lần anh chị em gặp nhau cũng ít dần, vì bao nhiêu mối lo, cơm áo gạo tiền, rồi vun vén hạnh phúc gia đình nhỏ. Có chăng thì những dịp lễ Tết chính mới tề tựu đông vui. Nhưng đó cũng chỉ là còn có cha, có mẹ, nên mới có câu nói, còn cha, còn mẹ thì chúng ta là người một nhà. Mất cha, mất mẹ, chúng ta chỉ là người thân. Khi cha mẹ mất đi rồi, sợi dây liên kết giữa anh em trong nhà vô cùng mong manh và có thể đứt bất cứ lúc nào, để rồi anh em không còn như xưa nữa. Nặng hơn thì có thể từ mặt nhau trở thành người xa lạ. Chính vì điều này mà quý vị, những người đang ở tuổi xế chiều, hãy có những cách thức bảo ban con cháu để về sau này chúng ta không còn có thể lo được cho chúng thì nề nếp gia phong vẫn được gìn giữ qua các thế hệ. Quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện và cùng suy ngẫm trong phần của video nhé. Câu chuyện thứ 2. Gia tài có 6 tỷ nhưng anh cả không dám chi 2 triệu làm giỗ bố. Nhiều năm nay, mỗi dịp lễ Tết hay giỗ bố mẹ ông bà, anh em tôi đều có mặt đông đủ tại nhà anh Tuấn. Anh ấy là con thứ 2 trong gia đình, vợ chồng sống rất phóng khoáng và đức độ. Ngày bố mẹ tôi còn sống, vợ chồng anh Tuấn chăm sóc rất chu đáo. Bố tôi ốm nhiều năm nhưng anh chị vẫn tận tình phục vụ, không bao giờ đề nghị anh em khác góp tiền hay góp công. Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh chị phàn nàn về việc chăm sóc bố mẹ vất vả. Tuy không phải trưởng, nhưng anh Tuấn lại gánh vác hết phần việc của gia đình. Mỗi lần giỗ bố mẹ, anh em tôi chỉ góp chút tiền, phần còn lại vợ chồng anh ấy bỏ ra hết. Dù kinh tế không khá giả, nhưng tấm lòng anh chị rộng lượng nên chúng tôi được nhờ. Nửa năm trước, anh cả nghỉ hưu và chuyển hẳn về quê sống. Cứ nghĩ anh cả về sống cùng, anh em tối lửa tắt đèn có nhau sẽ vui vẻ hơn. Nào ngờ, anh ấy làm cho gia đình trở lên bất hòa, căng thẳng. Để tiết kiệm chi phí, đám giỗ bố sắp tới, anh cả chỉ cho làm 3 mâm. Các con thì phải có mặt đầy đủ, còn cháu ai bận việc cứ đi làm, không đi ăn cũng được. Tiền giỗ bố phân bổ theo đầu người, cháu, chắt đều phải chịu hết. Tôi bảo lúc trước, vào ngày giỗ bố hay mẹ, ít nhất cũng trên dưới 10 mâm, phải mời khách khứa trong họ, thông gia của các con. Nếu anh cả không muốn mở rộng,
thì sẽ rút gọn. Nhưng vợ chồng anh cả khá già nhất trong các anh em, hiện đang có 6 tỷ gửi ngân hàng. Việc này chỉ có tôi biết, vì có một lần anh cả uống say nên khoe khoang với tôi. Lần này vì quá bức xúc nên tôi đã nói ra. Từ trước đến nay đi làm xa nhà, năm nay anh cả đứng ra dỗ bố lần đầu tiên. Anh nên tài trợ 2 triệu làm cỗ, còn thiếu bao nhiêu mấy anh em góp vào. Nào ngờ anh cả gắt lên, nói là tiền bạc phải song phẳng, bố là chung, mọi người phải có trách nhiệm góp tiền dỗ bố. Anh bảo bố mẹ mất rồi, anh là lớn nhất trong nhà, nói theo các em phải tuân theo, cấm cãi. Anh Tuấn không đồng ý với cách tiết kiệm thái quá của anh cả. Đám dỗ bố mẹ là cơ hội để con cháu, anh em gặp nhau. Sợ tốn tiền, không dám mở rộng. Như thế khiến tình cảm anh em trong gia đình chia rẽ. Mọi người trong nhà, mỗi người một ý kiến. Việc không về ăn dỗ cũng phải góp tiền, khiến mọi người bàn tán, lời ra, tiếng vào. Thế là mấy anh em chúng tôi lại bàn nhau, rồi đi đến quyết định là năm nay nhà này thì sang năm tới lượt nhà kia, làm năm mâm cỗ, cứ thế thay phiên nhau. Nếu đến ngày giỗ mà con cháu không về ăn thì vẫn phải đóng góp đầy đủ. Quý vị thân mến, việc cúng giỗ cũng không có gì to tát. Tuy nhiên, là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, một năm cũng chỉ có một lần, chứ có phải hàng tháng, hàng tuần đâu. Đây cũng là dịp để anh em gặp mặt, hàn huyên tâm sự, tăng sự gắn kết gia đình. Vì thế, đừng vì chút tiền mà tị nạnh nhau, ai nhiều, ai ít, mà gây mất đoàn kết. Nếu thực sự khó khăn quá, thì cùng nhau chia sẻ, quý vị nhé. Dù vì sao, thì anh em trong nhà vẫn là chung một dòng máu mẹ cha. Câu chuyện thứ ba. Bốn anh em tôi đều làm bàn thờ vọng cha mẹ, dỗ tự cúng khỏi tụ tập sinh chuyện. Tính tới thời điểm này, bố mẹ tôi đã mất được 6 năm. Khác với nhiều gia đình khác chỉ cúng dỗ ở nhà con trai trưởng, thì nhà tôi, bốn anh em đều có bàn thờ cha mẹ. Đến ngày dỗ thì bốn anh em đều làm chu đáo ở nhà riêng. Các em tôi đều có bàn thờ vọng để tiện cúng dỗ, nhất mà không phải lũ lượt kéo về quê đến nhà anh trường tụ tập. Có điều này là do trước khi mất, sợ anh em sau này vì chuyện cúng dỗ bố mẹ mà mất đoàn kết, nên bố tôi dặn các con. Mai này bố mẹ mất đi, việc thờ cúng chỉ con trai trưởng trong nhà là chính, còn các con khác nếu muốn có thể lập bàn thờ vọng ông bà, cha mẹ để tiện hương khói mà không cần phải quy về một mối. Bố tôi còn bảo, con cháu thờ cúng là việc hiếu nghĩa nên là tùy tâm gia chủ, chỉ cần nén hương lòng thành là đủ. Vì thế, mai này bốn con ở nhà ai cũng đều có bàn thờ thì tự cúng dỗ, khỏi tụ tập ăn uống mà sinh chuyện, mất đoàn kết. Nhớ lời dạy bảo của bố, sau khi ông mất, tôi là con trưởng nên nhận trách nhiệm thờ cúng chính. Còn hai em trai thứ và em gái út đều lập bàn thờ vọng. Vào ngày giỗ, mọi người làm riêng, không ai tụ tập về một nhà làm cỗ ăn uống linh đình cả. Chẳng thế mà ngày giỗ ở nhà tôi không có chuyện nọ, sọ chuyện kia. Rượu vào lời ra, anh em đánh nhau như nhiều nhà. Nhà tôi như năm nay dịch bệnh, chỉ làm lưng cơm canh, đĩa trứng rán và trái cây hái trong vườn cùng nén nhang, chén nước là xong. Với tôi, cỗ giỗ không đòi hỏi cao sang, bày vẽ làm gì, ai ăn đâu. Với cách làm giỗ này mà 6 năm qua, đại gia đình tôi lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm. Các em tôi đi làm ăn xa quê cũng không cần thiết phải mệt mỏi mất thời gian về quê hay bắt buộc góp tiền nong làm mâm cao, cỗ đầy, lãng phí. Câu chuyện thứ tư. Mẹ tôi dặn, dỗ bố mẹ
Cần gì mâm cao cỗ đầy cho vất vả, bát cơm quả trứng nhưng lòng thành là được. Quê tôi ở một làng ven rừng thuộc vùng núi ngoài ô của thành phố. Bố tôi đã mất hơn chục năm trước vì một tai nạn lao động. Nhà chỉ còn ba mẹ con, mẹ anh trai và tôi. Đang đến tuổi đi học và từng bước trưởng thành thì cú sốc đầu đời đó là việc bố mất. Tôi như mất đi chỗ dựa tinh thần và người buồn nhất không phải anh em tôi mà chính là mẹ. Mẹ hàng đêm đều khóc. Có phải vì mẹ mệt mỏi, gánh nặng tinh thần và thể chất lo cho chúng tôi cơm ăn, áo mặc, tiền học hành? Mẹ tôi ở quê, có việc gì là mẹ đều xin làm. Ngay cả việc đi lượm ve chai khi mẹ đang làm việc phụ vữa, mẹ lúc nào cũng tranh thủ từng chút, chỉ mong kiếm tiền nuôi hai anh em tôi ăn học bằng người. Tôi chỉ mong thời gian học được rút ngắn để đi làm giúp mẹ. Cuối cùng cũng đến một ngày tôi tốt nghiệp ra trường, trưởng thành. Hai anh em tôi cũng có gia đình riêng và công việc ổn định ở thành phố. Quê tôi cách 45 km nên cứ cuối tuần hai gia đình nhỏ lại hẹn nhau đưa các cháu về quê chơi. Trước đây do bố tôi ra đi quá sớm nên anh em chúng tôi chưa có dịp báo hiếu bố. Vì thế, từ khi đi làm có thu nhập, chúng tôi lúc nào cũng tự nhủ phải chăm sóc và báo hiếu mẹ trước khi quá muộn theo cách và điều kiện riêng của mình, chứ chẳng cần phải theo một khuôn mẫu nào hết. Cuộc sống gia đình ổn định, anh em chúng tôi bảo nhau góp tiền tu sửa căn nhà cũ cho mẹ, cho khang trang, tiện nghi. Chúng tôi sơn sửa lại nhà như mới, làm nhà vệ sinh, nhà bếp rất tiện nghi, đủ cho mẹ sinh hoạt được tiện hơn. Hai anh em cũng lập một sổ tiết kiệm 300 triệu đưa mẹ giữ để mẹ an tâm. Còn hàng tháng, cả hai đều đặn gửi mẹ 3 triệu để mẹ ăn uống, chi tiêu thoải mái. Nói chung, anh em tôi cứ cố gắng lo liệu cho mẹ đầy đủ nhất. Nhưng tôi biết rằng trong tâm mẹ không cần những điều đó. Chắc hẳn mẹ luôn mong chúng tôi gần với mẹ. Hôm đó là vào thứ Bảy trước ngày mẹ tôi mất một tuần. Anh em tôi lại đưa các cháu về thăm bà. Như linh cảm được điều gì bất an trong lòng. Trong bữa cơm, mẹ tôi lại đột nhiên dặn dò việc hương khói. Cúng dỗ thực chất chỉ để nhớ ngày người thân đã ra đi, chứ người đã mất rồi sao còn ăn uống được gì nữa. Có làm cũng chỉ nên làm gọn nhẹ để ăn hết, đừng bỏ thừa phí phạm. Bày vẽ làm dỗ chỉ tổ vất vả cho các con thôi. Một tuần sau thì mẹ tôi mất giữa đêm do bị cảm. Mẹ ra đi rất nhẹ nhàng. Tôi biết rằng đời người sinh lão bệnh tử, nhưng sau mẹ ra đi, tôi thấy lòng mình nặng lắm. Mẹ đi mà chúng tôi không gần cạnh. Mẹ lúc nào cũng một mình lặng lẽ. Cuộc đời mẹ đã vất vả, giờ được cuộc sống thanh bình hơn mà mẹ lại đi để chúng tôi mồ côi thêm một lần nữa. Khi bố mất, chúng tôi còn mẹ, còn bây giờ thì chỉ còn hai anh em. Khi mẹ mất, nhớ những lời mẹ dặn dò, anh em tôi dù có điều kiện cũng không làm to khi dỗ bố mẹ. Một mâm cơm làm những món ăn ngon mẹ thích ăn. Có năm chúng tôi chỉ mua hoa quả, bánh trái và bát cơm quả trứng dâng lên đã thấy ấm lòng. Đúng là mâm cao cỗ đầy làm gì chứ. Tôi chỉ mong còn mẹ thôi. Họ hàng láng giềng có người họ trách chúng tôi làm dỗ bố mẹ sơ sài. Nhưng theo tâm nguyện của mẹ, tôi chỉ biết vâng. Quý vị thân mến, chúng ta, những ai còn cha mẹ, xin hãy trân trọng thời gian nhiều hơn về chơi cùng bố mẹ. Khi chúng ta trưởng thành, đi làm, công việc dẫu có bận, hãy gọi thăm thường xuyên cho bố mẹ. Bởi vì bố mẹ chỉ mong chúng ta luôn gần cạnh để thấy được sự an tâm, bình an cho các con.
cha mẹ con khỏe mạnh, bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của con cái. Khi không còn cha mẹ, các con là người cô đơn nhất. Chúng ta có tất cả, nhưng không có cha mẹ hưởng phúc hiếu cùng con cháu, thì có nhiều tiền đến mấy cũng không thấy hạnh phúc. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã đến lúc khép lại. Thay mặt ban biên tập kênh, xin kính chúc quý khán thính giả luôn vui khỏe và bình an trong cuộc sống. Nếu quý vị thấy video của chúng tôi hôm nay hay và ý nghĩa, hãy bình luận xuống dưới và đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ ban biên tập chương trình quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.